trở lại chương trình của The VLKT News và bản tin của Hoa Kỳ. Trên màn chúng ta đó là diện mạng trang web chính thức ra mắt cái đảng Cộng Hòa, ra mắt cái trang web luận tội ông Biden, điều tra luận tội Biden. Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện ra mắt trang web về cuộc điều tra luận tội ông Joe Biden. Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện của Hoa Kỳ ra mắt một cái trang web nhằm cung cấp đến công chúng thông tin vì cuộc điều tra luận tội đến các giao dịch kinh doanh của ông Biden. Dân biểu Alice Stefanik, thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, đã công bố trang web trong một cuộc báo hàng tuần. Và đây là cái trang web. Xin quý vị, tôi sẽ upload cái mạng diện trang web này cho quý vị theo dõi cho nó dễ. Có rất là nhiều những cái thông tin ở đây. Đây. Khi mà thật sự cái trang web này nó có những cái committee update, những cái hội nghị, những cái đảng timeline finding news vân vân. Đây là trên màn ảnh của chúng ta. Để tôi kéo dài qua cho xúc vì thấy ok rồi. Đây là trang web cụ thể nhất, quý vị có thể bỏ cái email vào đây để có thể có những cái thông tin mới nhất khi họ gửi. Trong khi đó thì cái trang web này cũng cho thấy là ông Biden nhận trực tiếp 240.000 đô la từ cái doanh nghiệp của Hunter Biden. Và 20 cái subpoena, tức là cái track, đã được đưa ra. Trong khi đó 20 lần Hunter Biden đưa ông Joe Biden trên cái điện thoại trong một số cuộc gặp làm ăn. Và 5.400 cái email National Archive sử dụng cái tên giả của ông Biden. Trong cái trang web này có những cái check 40.000 đô la 2017 vân vân. Đó là toàn bộ cái trang web mà đảng Cộng Hòa đã đưa và đã thành lập và đã báo cáo cái trang web này. Ok, chúng ta sẽ đi vào cái bản tin cụ thể của ngày hôm nay. Dân biểu Alice Stefanik, chủ tịch của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, đã công bố trang web này trong cuộc họp báo hàng tuần của đảng Cộng Hòa vào ngày 12, xin lỗi, hàng tuần là ngày, tức là hàng tuần là ngày trong cái tháng 12 đầu tuần này. Gọi đây là One Stop Shop, là một điểm đến phục vụ cho mọi cái nhu cầu, để cập nhật những phát hiện mới nhất từ mỗi ủy ban trong 36 ủy ban đang điều tra ông Biden. Và những cái thông tin mới nhất của Ủy ban Giám sát tại Hạ Viện, Ủy ban Tư pháp tại Hạ Viện và Ủy ban Tài chính và Thuế vụ tại Hạ Viện. Trang web này còn cung cấp cái dòng thời gian về các giao dịch cá nhân được cho là của ông Biden với các công dân và chính phủ của nước ngoài. Cuộc điều tra luận tội tập trung vào liệu ông Tổng thống Biden trong và sau cái thời gian làm Phó Tổng thống có liên quan đến việc rao bán ảnh hưởng của mình hay không, và liệu ông có sử dụng quyền hạn của mình để hủy bỏ các cuộc điều tra về các giao dịch của chính mình hoặc là con trai của mình hay không. Trong một cuộc họp báo thì ba vị chủ tịch và ba ủy ban, gồm dân biểu James Comer của đảng Cộng Hòa Kentucky, dân biểu Jim Jordan của đảng Cộng Hòa Ohio và dân biểu Jason Smith đảng Cộng Hòa tiểu bang Missouri, đã nêu lại những cáo buộc từng được đưa ra đó. Chúng bao gồm việc ông Biden được hưởng lợi cá nhân từ giao dịch của con trai ông là Hunter Biden với các thực thể của nước ngoài. Và ông Tổng thống Biden đã nói dối với người dân của Mỹ về những thông tin mà ông nắm được và sự tham gia của ông trong những giao dịch đó. Và việc tư cách là Phó Tổng thống, ông đã gây áp lực cáo buộc lên quan chức của Ukraine phải sa thải một công tố viên điều tra một doanh nghiệp mà Hunter Biden cho rằng là thành viên giám đốc. Chủ tịch của Hạ viện Mike Johnson cho biết cuộc điều tra đến thời điểm mà chúng tôi cần nghe cái lời khai từ một số nhân chứng thật sự quan trọng. Ông nói thêm rằng ủy ban đã triệu tập vài chục người để làm chứng tháng 11. Ông Comer đã ban hành một trác hầu tòa đối với ông Hunter Biden, cũng như em trai của ông Tổng thống đó là James Biden và những người khác. Ông Hunter Biden được triệu tập đến trình diện qua trình đốn ngày 13 tháng 12 sắp tới đây. Trong một lá đơn gửi cho dân biểu James Comer ngày 28 tháng 11, luật sư Lowell của Hunter Biden cho biết Hunter Biden đồng ý cung cấp cái lời khai với điều kiện có một phiên điều trần công khai. Ông Lowell viết,
Thân chủ của chúng tôi sẽ làm điều đó bằng cách trả lời bất cứ câu hỏi thích hợp nào có liên quan đến đến đồng nghiệp mà các ngài đặt ra. Tuy nhiên, ông Comer cho biết rằng phiên điều trần của Hunter Biden sẽ không được công khai trước công chúng. Ủy ban chúng tôi trước tiên sẽ hỏi và lấy lời khai tuyên tại của các nhân chứng, ông Comer nói ngày 29 tháng 11. Sau đó, tất nhiên chúng tôi sẽ hoan nghênh ông Hunter Biden cung cấp cái lời khai tại một phiên điều trần công khai về một ngày trong tương lai. Dân biểu James Comer nói rằng cái quy trình này giống quy trình đảng Dân Chủ đã từng sử dụng trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Còn Chủ tịch Hạ viện Johnson, cuộc điều tra của đảng Cộng Hòa về những vụ việc liên quan đến Joe Biden dựa trên bằng chứng thực tế chứ không phải là động cơ chính trị. Ông Johnson đã so sánh cuộc điều tra của đảng Cộng Hòa với cuộc điều tra của đảng Dân Chủ tiến hành, nói rằng chúng trái ngược nhau hoàn toàn vì theo ông cuộc điều tra của đảng Dân Chủ mang tính chất chính trị trắng trợn dẫn đến những cáo buộc luận tội vô căn cứ. Ông nói rằng là đảng Cộng Hòa ủng hộ cái pháp quyền và những người phụ trách công việc này đã thực hiện một cách kỹ lưỡng, cẩn thận và có phương pháp để thực hiện điều này một cách hợp pháp và có trách nhiệm với hiến pháp của chúng ta cần có thời gian. Nó đòi hỏi một quá trình bền bỉ dựa trên bằng chứng mà chúng ta không thể vội vàng khi làm những việc như thế này. Hạ viện của Hoa Kỳ đã từng hai lần bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump. Văn bản luận tội đầu tiên được Hạ viện thông qua tháng 12 của 2019. Họ cáo buộc rằng Tổng thống Trump đã áp lực buộc ông Ukraine phải mở hai cuộc điều tra. Một do Joe Biden là ứng cử viên Tổng thống lúc bây giờ. Và hai là cáo buộc rằng đảng phái chính trị của Ukraine đã can thiệp vào cuộc bầu cử của 2016. Cái bản luận tội thứ hai Hạ viện được thông qua vào tháng 1 của 2021 và cáo buộc ông Trump đã kích động nổi loạn của hành động ngày 6 tháng 1. Thượng viện của Hoa Kỳ đã tuyên án trắng cho tất cả mọi cáo buộc trên. Và đó là cái trang web cụ thể và đó là chương trình của tin tức Hoa Kỳ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tin tức tiếp theo. Trở lại chương trình của The VLKT News, giờ đây là bản tin của Hoa Kỳ. Ông Biden phải đối mặt với 42 năm tù vì tội liên quan đến thuế và súng. Hunter Biden phải đối mặt với 42 năm tù của liên bang và 9 tội danh thuế và 3 tội liên quan đến súng. Do cố vấn đặc biệt David Weiss đệ trình. Trong bản cáo trạng của ông Weiss thì 17 năm về phí thuế và 25 năm về tội sử dụng súng. David Weiss đã buộc tội Hunter Biden vào thứ Năm, khẳng định rằng ông ta đã tham gia vào một kế hoạch kéo dài 4 năm để không trả ít nhất là 1.4 triệu đô la tiền thuế và ông ta đã nợ trong những năm tính thuế của 2016 cho đến 2019 vì tội trốn thuế cho năm tính thuế của 2018 khi ông ta khai báo sai sự thật. Nếu bị kết án thì ông ta phải đối mặt với cái hình phạt tối đa là 17 năm tù. Bộ Tư pháp đã viết trong bản cáo trạng. Các bản án thực tế dành cho tội phạm liên bang thường thấp hơn so với hình phạt của tối đa. Thẩm phán tòa án của quận liên bang đã quyết định bất kỳ cái bản án nào sau khi xem xét các nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác. Vào tháng 9, ông White đã bị buộc tội là Hunter Biden vì vi phạm súng, một loạt tội khai man khi mua súng, tội tàn trữ súng và về súng. Những người khác sử dụng súng bất hợp pháp hoặc nghiện một chất bị kiểm soát hoặc tội khai man liên quan đến thông tin mà được đại lý cấp giấy phép sử dụng súng liên bang cần phải lưu trữ. Ủy ban giám sát của Hạ viện ghi nhận những người tố giác sự thuế đã vạch trần sự can thiệp chính trị của chính quyền của Biden trong cuộc điều tra. David White đã ấn định đồng ý một số thỏa thuận ngọt ngào với Hunter Biden trước khi thỏa thuận tan vỡ với sự giám sát của tư pháp cơ quan. Thẩm phán đã biết về cái tuyên bố của sự thuế. Điều này không thể thực hiện nếu không có lời khai của hai người tố giác sở thuế dũng cảm, đó là Gary Shapley và Joseph Zinler. Whistleblower là người được thổi ra những thông tin này. Người Mỹ nên hoan nghênh những người đàn ông vì lòng dũng cảm vì sự vạch trần sự thật của họ. Cái ủy ban đề xuất một cuộc điều tra đang diễn ra có thể liên quan đến ông Joe Biden. Ông Shapley trước đó nói với Quốc hội rằng ông ta bị ngăn cản điều tra ông lớn, tức là Big Guy. Khi mà chúng ta thấy 10% do hắc giữ cho ông lớn, chúng ta có những bức thư khác, trong đó họ nói rằng đừng gọi là bố, bạn biết đấy. Hãy gọi bố bằng từ khác, hãy gọi cho ông ấy, bởi vì chúng ta đang cố gắng gây nhầm lẫn hoặc che giấu ai đó, đó là vấn đề cần quan tâm.
10% thuộc về ông lớn không? Chúng tôi không biết bao, chúng tôi sẽ không bao giờ biết vì chúng tôi không được phép điều tra. Ông lớn. Thì Big Guy 10% thì đó là cách mà họ đang cố gắng để trình bày rất nhiều sự kiện này. Các nhiều điều tra của Hạ viện đã mở cuộc điều tra về gia đình của Biden vào tháng 11 của 2022. Họ tiết lộ Joe Biden đã nhận tiền từ James Biden và Hunter Biden. Ông cũng cho thấy thêm 9 thành viên khác trong gia đình của Biden đã nhận được khoản thanh toán từ khoản kinh doanh nước ngoài của gia đình họ, bao gồm cả hai cháu của Tổng thống Biden. Wow, ông lớn. Nếu mà thật sự như vậy thì chúng ta cần phải give cái credit cho những người tố cáo. Nếu mà thật sự những người tố giác sự thuế phải nhận được cái credit của họ, gần như là minh quang sau cái bản cáo trạng thuế của Hunter Biden. Có nghĩa là truyền thông đã discredit tất cả những cái lời phát biểu của hai cái nhân vật này trên cái quốc hội của Hoa Kỳ. Người tố giác sự thuế đã vạch trần điều mà họ cáo buộc là can thiệp chính trị vào cuộc điều tra của Hunter Biden. Của Bộ Tư pháp đã nhận được tín nhiệm về minh quang sau khi luật sư David White đã đề cái đơn cáo buộc chống lại con trai của ông Biden vào ngày hôm qua, thứ năm, tức ngày 7 tháng 12. Các đặc vụ sở thuế cho biết họ đã mạo hiểm danh tiếng và sự nghiệp của mình để tố cáo Bộ Tư pháp của ông Biden. Theo Ủy ban Hạ viện, thì họ cũng phải đối mặt với sự đe dọa nhân chứng từ luật sư của Hunter Biden. Cái điều này không thể thực hiện được nếu không có hai người tố cáo dũng cảm. Đó là Gary Shapley và Joseph Zinler. Ông White đã được ấn định đồng ý với thỏa thuận ngọt ngào với Hunter Biden sau khi tan vỡ. Hai tháng sau thì ông White đưa ra cáo buộc dùng súng cho là Hunter Biden. Ngày 7 tháng 2, ông White truy tố Hunter Biden về 9 tội danh về thuế. Hunter Biden phải đối mặt với 42 năm tù của liên bang và 9 năm về tội thuế. Tổng cộng. Trong một lời khai của Quốc hội, những người tố giác đã đưa ra một số quan điểm chống lại Hunter Biden, Bộ Tư pháp và kể cả luôn ông Biden. Quan điểm thứ nhất là gì? Quan điểm thứ nhất là Bộ Tư pháp đã hai lần ngăn cản luật sư của quận David White đưa ra những cáo buộc mạnh mẽ hơn với Hunter Biden. Quan điểm thứ hai là Bộ Tư pháp Garland đã từ chối chỉ định một cố vấn đặc biệt trong điều tra thuế. Điều này có thể tạo ra sự tách biệt ở mức độ nào đó giữa Joe Biden và Bộ Tư pháp. Điều thứ ba là sở thuế đang đề xuất cáo buộc chống lại Hunter Biden nhưng không được ông Garland chấp thuận. Điều thứ tư là điều tra đã cảnh báo trước Hunter Biden về mọi hoạt động tìm kiếm tài liệu có thể dùng làm bằng chứng trong tương lai. Điều thứ năm, trợ lý Hoa Kỳ và Leslie Bob đã từ chối cho phép nhà điều tra hỏi vì ông Joe Biden là ông lớn hay không. Điều thứ sáu là bà Bob đã ngừng đặt câu hỏi vì ông lớn để giới hạn cuộc điều tra có thể đến đâu bất kỳ bằng chứng nào có sự liên quan đến ông Joe Biden. Điều thứ bảy là ông Bob đã cảnh báo có nhóm điều tra khám xét nhà khách của ông Joe Biden ở Delaware để tìm những bằng chứng chống lại Hunter Biden. Điều thứ tám là Rob Walker, một đối tác kinh doanh của gia đình Biden, cho biết Joe Biden đã xuất hiện tại cuộc họp giữa công ty của Trung Cộng, một công ty liên kết chặt chẽ với đảng Cộng sản. Dựa trên lời khai, có vẻ như Hunter Biden đã sử dụng Joe Biden để củng cố quan tâm giao dịch kinh doanh của mình với công ty của Trung Cộng và đã chuyển tiền cho gia đình của mình. Điều thứ 9 là Rob Walker cho thấy công việc kinh doanh của gia đình có liên quan trực tiếp đến Joe Biden kể cả khi còn đương chức là phó tổng thống. Điều thứ 10 là Hunter Biden vào 2017 đã yêu cầu doanh nghiệp Trung Quốc có liên hệ trực tiếp với ông Henry Chow, người đã trả tiền trong khi Joe Biden đang ngồi cạnh ông Hunter Biden. Điều thứ 11, các nhà điều tra muốn lấy cái dữ liệu để xác nhận liệu ông Joe Biden có trong phòng hay không, nhưng FBI đã không thực hiện điều này. Điều thứ 12 là Hunter Biden khấu trừ các khoản thanh toán cho gái mậm dai trước mại dâm và câu lạc bộ tình dục khỏi cái tiền thuế của ông ta. Điều thứ 13 là cuộc điều tra về Hunter Biden bắt đầu là một nhánh của cuộc điều tra trên nền tảng về sự tham nhũng lớn hơn. Và đó là cả một câu chuyện. Hunter Biden đang đối mặt với 42 năm tù. Nhưng mà thật sự có như vậy hay không? Thì đương nhiên ông Joe Biden rất là nhiều khả năng sẽ ân xá cho Hunter Biden. Bởi vì ông là tổng thống của nước Mỹ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình của Trinh Hoa Kỳ, The VLKT News tiếp theo. Chào tạm biệt.